lồng bắt mình trước mình hay nuôi nhốt gà cho mình. Rồi được mở đây thôi. Đấy. Nó rất sướng khi chuyển sang cái lồng to. Đây mình để cát này, để cát với một ít đất cho tắm. Cát này mình lấy ở suối, ven suối, nó có cả đất mọi người. Đây mình để thức ăn nó bên đây. Để mình cho thóc với ngô, cho thêm cả cám nhé, cám mình vừa hết rồi. Mình để cái bệ ở đây cho nó đứng lên đây, nó không có nhiều đứng đây. Để thêm cái cầu ở đây cho nó có thích đậu cầu cho nó đậu. Chuyển sang lồng này nó nhát đấy. Còn không bình thường mà lồng nó hay ở là mình cho tay nó mổ tay đi. Đó. Đây, cái cửa đây, cửa rất to, rất thoáng luôn. Việc nhất lên cái mình để luôn cả cái khay to tướng này vào cho nó, mình đổ mình vệ sinh lúc mình cần thì mình đổ cái đất này ra, mình thay đất cát cho nó tắm này, khoảng một tuần hơn tuần là mình thay một lần, một hai tuần nữa. Đó, bên dưới mình dễ dàng vệ sinh luôn. Những con ra bổi thì anh em không nhốt được đây được, bởi vì nó nhát quá. Nó mà thúc cái này là chỉ có chết luôn thôi. Con này của mình nó thuần rồi, thì mình nhốt được như này nhé. Suốt ngày mọi người ạ, suốt ngày mẹ mình kêu gọi là bán nó đi, nó điếc tai quá. Nói bây giờ mình chuyển sang cái lồng này thì tha hồ, mình chỉ sợ rắn thôi, nhưng mà khuôn mình ít rắn, sợ rắn nó bò vào đây, bò theo cái đường dưới này, mà cái mắt này cũng to, rắn nó bò cũng vào được, nhưng khuôn mình không có rắn, mình không lo lắm. Đấy. Đẹp chưa? Nó chỉ thích ở cái cát hay không? Đấy giờ nó chỉ thích ở cát thôi, nó không ra đây. Đổi ra chỗ khác nó vẫn chỉ ở cát này thôi. Đấy, phải đứng ở kia phải đẹp không? Đấy. Chuối, chuối, ăn đấy. Con này tự mình đi bắt ở rừng rồi ạ. Tự mình đi bắt, à tí nước mình chuyển sang đấy, nước mình đang để bên này. Tự mình đi bẫy cái rừng về. Mình nuôi khoảng 3 tháng thì nó bắt đầu gáy. Đến bây giờ thì nó gáy điếc tai luôn. Nó đang thay lông một cái nhé. Là thay lồng chắc khoảng 50-60% rồi, nhưng nó vẫn gãy suốt ngày. Nó đang sợ cái đèn flash của mình, mình phải tắt đi. Đấy, sợ cái đèn của mình. Vừa rồi mình bắt nó như đau chân rồi chứ. Đây, con này của mình năm nay là năm thứ hai mình nuôi. Ngắn thôi. Sớm chưa sang cái lồng to rộng thoải mái. Lồng mình dài 1 mét này. Nó 80 phân. Chiều dài nó 80 phân. Đấy. Rộng thì khoảng 60 phân rộng.
Đây, ở đây thả hồ mà gáy. Đây thả hồ mà gáy luôn. Đấy, đứng ở đây gáy có phải là nó đẹp không? Con mi mái của mình bị thẹt.
thích ở bên này. Đấy, để cho sang ở bên kia. Lưu động hai bên.